Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá quý vị ơi. Tức quy, giỏ tay lên đi. Tức quy, ha. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha, rồi. Chết đi, bảo vệ, chết đi, bảo vệ. Chết đi. Bảo vệ, ơi, ơi. Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi. Anh Quy. Đưa đi. Anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà, anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia hả? Anh Quy, chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ôm sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ? Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm ở về. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy đứa Quy, anh Quy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím.
Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Dạt ra đi. Dạt ra. Yêu cầu dạt ra đi. Dạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ra. Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em nhắc Huy ơi. Này chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm anh gì nhớ đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung đó. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó,
em sang. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng trăng gì, bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dân, với anh em mãi là người tình chăm nam. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng má trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Anh nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì giống tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Ba anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mẹ chục năm rồi ăn đi ở mẹ đi cá ăn đi ở mì đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng rồi ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn đi tê. Là cái gì với anh? Sắp hiểu má rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là đẻ con ra đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tao dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày bị mày mày cho mày về trong bấu đó. Rồi trong mày trong rồi đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lấy thân Huy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Con nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa má cho con bú nhờ con bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giãn ra. Em nhập à. Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm thôi à, này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vi với hết thịt. Bác ơi bác, tôi bóc cổ hai ông bây giờ. Hai bác ơi, hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin đi. Chào. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Ếch mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Đây. Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cụ. Sư cụ đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ sư cụ lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta? Sư cụ cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em nha anh. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng nữa nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây. Hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Chết. Mày chết đi chứ. Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chi cát. Ờ. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày đi làm mày im cái miệng mày mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Mình bây giờ đứng đây hẹn rồi rủi đất nó sạt lở. Chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Sạt lở rồi, đất sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến xác đánh á. Trời ơi, hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá ha. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây là ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được? Ông là làm từ thiện làm sao chửi được? Ở cho đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy? Đem ghế. Quách mày hả? Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó? Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm trưởng. Cái gì vậy? Này sếp.
không, sếp. Ông làm tôi hết không? Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo, ngồi xuống đi. Dạ. Ừ. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kỳ ông nội. Tao chơi kỳ vậy? Giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Thôi được. Ê, rồi. Tao cái ghế không? Hả? Tôi cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Ừ. Thấy ghét rồi. Ừ. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Ừ. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Gì vậy? Tôi nói cho ông biết á. À. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Ừ. Thôi đất ơi, ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Nó bụi con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Rồi làm đi. Từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Hả? À. Ngồi đi. Ngồi nữa không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sư. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ. Hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình. Tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần. Hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục lùi của ông. Mệt quá à. Liên quan tới mục lùi của tôi. Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài. Mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thiệt tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỗi bà con cô bác bầu. Hiểu không? À. Bởi vậy khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề. Tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi. Ông thập huyết heo mà nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thập huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục lùi ổng. Thôi! Đụng chạm đây nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thập huyết heo và cái nghề sát sinh mà. Tôi thập một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá. Tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên. Tôi không thập nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Không có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại. Đưa tay lên. My đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng, đưa ra đây. Không đưa. Hum 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 hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm. Ông cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quất ổ bánh mì. Thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gỡ lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa, kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha?
tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh thám xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi không phải trả lời. Chứ mắc cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè, ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông nội nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm mai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ, bà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Tôi nghe rồi. Bây giờ sạt lở, bây giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng chào. Hút láng mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê. Dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen rồi, nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói đó. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Mâm ăn xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Lại lại. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Lâu 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. Rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí. Ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Cái gì trớt quớt vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm, cúm gà chết queo. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Rồi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhờ cũng tại cái quân bờ hút cát. Bà Thủy. Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như gì? Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ngang 1 mét. Dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của ngang mét thì dài 2 mét ở khu nào? À,
Cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang, công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó, tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, trên đời này có hai cái nghề mà độc ác nhất này: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, mà cái thứ hút cát mất dạy á, hút cát lậu là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm bà. Bà gì? Ông là cái thứ đồ, cái thứ vô duyên, có cái mục rùi thay phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông á, đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Ông đâm không? Đâm không? Đây, 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. Ai, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Mấy hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Thế tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang một thước, bề dài hai thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại, tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều gì quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Cái gì ông sâu bằng ta lớn tuổi. Sâu cái gì để ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết. Cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét miệng đó nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi mà. Tập trung vô chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Dạ, giờ dạ, cái dạ. Chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mớ gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà? Tiêu chuẩn có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra, cũng sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè, ông bé Ba nè. Đây nè, ông bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè, khổ sở lắm nè. Trời ơi, ông bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Ông biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ, rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình phạt vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ổng bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi ta là sao? Dẹp, bỏ qua cái chuyện đó. Rồi, cái nhà. Bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện mà giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà một món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông quà vô. Nóng dầu mà. Dạ, sếp. Cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông với ai? Bà, tại bà đó mà khai tùm lum mới không được, hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời ơi, ơi, mày đập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây, đây. Ôi, cái gì bự chán hả trời? Cái này cái gì vậy? Quà này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà, cái này cái gì vậy? Cái hòm, ông lấy không?
Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Rồi ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Bà vài bữa hey, thôi để đây được rồi. Xảy qua sếp, nặng quá. Xảy qua bên kia. Mày cái gì mà yêu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Vì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. Vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện, nghe không? Bà đem xuống ghe bà để, bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Không, mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi gì? Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, nghe không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, nghe không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi, cầm cũng sợ luôn tôi lên thử coi. Ông muốn thử hả? Thử, muốn thử. À được. Thương. Dạ. Rồi, nhấn nó một cái coi nó ra làm sao, nó massage làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi, ông thấy sao? Cái gì ông lợi? Ông ố ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi, ép đi. Dạ. Con xạo nó chạy nổi. Gì vậy? Ghế là chưa cắm điện mà lấy gì lên? Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương, cái ghế này sao trông quen quen vậy mày? Dạ, cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này, Luraco này nó bền lắm, xài lâu. Nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi như chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà Tiên Dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quấn lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quấn lộn với ai đâu. Đúng bà rồi. Lãnh cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là sai. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Rồi. Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây ghi biết bao nhiêu thành phần. Đây nè. Tí. Thằng Tý này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó.
Nó thương cha nó lắm, cha nó làm cực khổ, chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông Bình lao lực chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó. Nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình, thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ, nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó thì nó chạy. Mà sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à? Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kín luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà cũng bà. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới thải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy nha, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bè ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ổng cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao nhiều cháu quá vậy? Hả? Đất. Có toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mới ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thôi, tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đức, lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ một cái gối đặc biệt có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này. Chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Tôi có này kìa. Cái quà rồi sếp. Cái đó là gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Thủy, đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Khổ dữ vậy. Ghê luôn rồi, còn người khác nữa chứ, bụng mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ. Mày bấm một cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm cái coi. Trời đất ơi, nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó có lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết em nội? Dạ mắc nết không à? Ông nít đi. Bước xuống. Nghe không? Có lỗ tai không? Cái xứng đáng một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời em xuống. Thì xuống từ từ làm gì hả? Lẽ ra giới từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái về thôi. Đó. Ồ, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi, dòm xa xa tưởng Hồ Văn Hà chứ. Nhìn tóc lên đi. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao bà Thủy?
Dán tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Cá sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn, còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này ở đâu ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì mẹ? Đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư gì ca. Nó lạnh tay hết trơn rồi. Còn ngư gì ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà ông tìm hiểu chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa mẹ? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu sao quen quen vậy? Dạ, bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mà lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á, sếp. Mà bị tai nạn chết người. Nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi. Nên mới cho bả đó. Trời ơi, mày hết chuyện rồi. Trời đất. Mày lấy đồ của một con gái tao mày bị... Mày làm mất mặt tao á. Tao đi ra ngoài, đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình đi chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá không. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tụi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Tụi kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu anh. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái bác chụp hình lên chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chậm nha, đứng im nha. Ê khoan, chậm để nha. Cho tao. Ờ vậy đi. Chậm nha, đẹp rồi đó, đó. À. Bắn tim. Ông chỗ, nhìn ở đây. Rồi ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao không? Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, cầm đây. Cho hiệp, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa đây. Quan trọng là hiện kim. Hiện kim. Cái này mới quan trọng. Cảm gửi ơn. Cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ sếp. Sao? Đi đâu? Đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À. Gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Sao có tờ gì trong đây có 10 đô. Trời đất ơi, có bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rượt hai cô hồn này. Trời đất ơi, cái từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi thì bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Thôi bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chiều ra bên cồn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi, đừng có nói nhiều, đi. Thôi tôi đi. Ừ. Nhớ ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt là chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà đâu đá đó. Trời ơi cái ghế này đã quá rồi. Đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Kim dạ. Tượng vô. Rồi lấy ghế về. Xuống. Dạ lấy ghế về sếp. Ông ngồi quay về. Đi xuống. Đi xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống. Cho ai thì cho mà không ông cho không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Có... Đi xuống rồi đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói. Ghế còn tốt. Dạ. Đem về. Dạ. Từ ba từ thiện mà trời đất ơi. Trời đất ơi. Sát lỡ nữa rồi. Sát lỡ nữa rồi. Có sao sếp? Cái gì?
cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Dạ. Năm nay năm tuổi á. Dạ. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu, thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà dạ, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á? Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sóng gà đây. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị vén cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có phải không? Nghe tôi ở sóng gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sóng gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá. Hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phố đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu
em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời biển dư. Về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ngỡ hờ, trọn kiếp anh vượt sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trối hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trối mà tôi trăng trối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng 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 răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Kinh à. Vậy nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à, em ở đây, đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có, không quên. Có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi, đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn, sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường à. Rồi ở đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là 1.000 lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục kg cho 1.000 lượng.
ngàn lượng như ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tao lao tao bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được đâu, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi, Trinh ơi. Mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi, tôi đã mất Trinh rồi. Tôi mất Trinh rồi, trời ơi, mất Trinh rồi. Nên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Hả? Ông làm gì? Ông la đừng rừng, mất Trinh gì? La. Hả? Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra. Người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la, mất Trinh rồi, mất Trinh rồi. Người ta tưởng tôi hãm tiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất Trinh là mất em tên Trinh, em quên rồi hả? Ồ, thế à. Trời ơi, có gì mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá, em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nói giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á. Hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yếu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói lên ba cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe à? Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Chờ một ngày qua ông sẽ theo vui. Ta đừng về vang bóng đơn đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngông xiên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngông xiên là mình tính chuyện trăm năm.